Hello, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Nông Dân Mày Truyện của Ad nha. Và bộ truyện tranh Nguyên Tôn đã ra tập mới rồi, vui lòng gửi đến các bạn đây. Thưởng thức nhé các bạn. Các vị, cho dù là gì ai, tử chiến đi. Khương Kim Lân và Lý Phù đều đã tử chiến rồi sao? Cục diện đều đã gian khó như vậy rồi ư? Xem ra ta cũng chỉ có thể tử chiến. Vậy mà có thể thiêu cháy huyết dục, bộ người bị điên rồi sao? Đội trưởng Chu Nguyên, hy vọng của Hỗn Nguyên Thiên dựa vào ngươi cả rồi. Phong Thiên Thuật, vì để không làm liên lụy đến sư đệ, mời các ngươi nhanh chóng đi chết đi. Chu Nguyên, điện hạ muốn đi về phía trước, ta có thể dùng tính mạng của mình để mở đường. Chu Nguyên, ta đây là vì người của vạn tổ vực, không có chút liên quan nào đến sống chết của ngươi đâu. Chu Nguyên, từ bỏ đi. Nếu như ngươi có thể nương nhờ vào thánh tộc của ta, có lẽ còn có thể. Đây là đại trận sao lại chấn động như vậy? Những điểm sáng kia đang còn nhanh chóng trở nên tối đi. Kết quả ở phía bọn họ là tiếp tục nha các bạn. Không còn một chút sức lực nào nữa. Chu Nguyên, nếu như ngươi không xử lý được gia đồ thì chỉ có thể cùng nhau chết thôi. Đội trưởng Chu Nguyên, tiếp theo dựa cả vào ngươi rồi. Các ngọn cờ đã được cắm rồi các bạn. Điện hạ, Chu Nguyên, đừng để ta phải thất vọng. Cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào, cố gắng của các ngươi đều sẽ xứng đáng với bất cứ một ai. Tiếp theo, hãy giao lại cho ta. Đội trưởng Chu Nguyên, chư thiên tất thắng. 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 Chu Nguyên đã đi được vào trong. Và tiếp tục tình huống như thế nào thì hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau được đăng sớm nhất trên kênh Nông Dân Mê Truyện của mình nha. Và các bạn ơi, đừng quên cho mình một subscribe và like và nhớ bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi kênh Nông Dân Mê Truyện của mình và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau.